Thì cái núi Cấm cái chiều dài là khoảng 7.500 thước, thì cái núi dài Vạn Liên là tới 8.000 thước rồi. Mình thấy là hơn khoảng 500 thước, thấy cái chiều dài của nó này. Đó, toàn bộ cái chiều dài của nó đây. À, mình với ông chú Tám sẽ gửi xe ở đây, ở trong nhà của một ông cụ ở đây. Đó, còn bộ tầm vông này, bốn xung quanh này. À, đẹp giống như là trong phim luôn, mình thấy nè, cái khung cảnh đẹp tuyệt vời luôn. Ví dụ như kinh nghiệm của một số cô bác đi rừng á, là lúc nào trong ba lô cũng phải có một cái con dao. Đó, đó là điều bắt buộc. Cái lý thuyết mà mình học được á, hoặc là mình đọc được rồi vân vân, nó chỉ chiếm khoảng 3/10 cái tỷ lệ sống sót khi mình đi rừng thôi. Còn 7 cái phần còn lại thì phải kinh nghiệm thực tế mới được, thực sự mới nói vậy. Hơi yếu bóng vía thì rất dễ bị giấu đi rừng ạ. Gặp những cái cây cổ thụ rồi ha, mình lại gần ha, là coi chừng bị giấu. Theo ông chú Tám nhắc là ông quẩy cái túi hành trang của ông giống như là ông Sa Tăng trong đường Tam Tạng ha. Ông quẩy đồ nghề đó. Rồi, con chào tất cả cô chú luôn. Đó, rồi, con cảm ơn cô chú luôn. Dạ, đây là cái phái đoàn đi tham quan từ ở dưới khu vực mà mặt hàng dưng lên đây. Ở trên cái dù bà thì từ đây mình có thể nhìn toàn cảnh về cái núi dài Vạn Liên ở phía dưới nhìn thấy. Đó, cái chiều cao của núi dài Vạn Liên là 580m, có một số thuyết bảo là 554m, mà không biết cái thuyết nào đúng hơn. Thì đây mình có thể nhìn toàn cảnh ở phía trước, ở phía dưới đó. Đó, toàn cảnh của núi dài Vạn Liên ở dưới đó. Đó, và ở đây tức là cái dồ bà, cái khu vực của mình quay trong cái video năm non rồi. Thì hôm nay mình sẽ khởi hành một cái series mới về cái khu vực của Ngọa Long Sơn. Tức là cái núi dài lớn hay còn gọi là núi dài Vạn Liên, có rất là nhiều tên. Tại sao gọi là cái núi dài? Tại vì đây là cái núi mà dài nhất của cái khu vực Tắc Sơn luôn. Có nghĩa là cái chiều dài của nó người ta ước tính là khoảng 8 cây số, trong khi cái núi Cấm cái chiều dài là khoảng 7.500 thước, thì cái núi dài Vạn Liên là tới 8.000 thước lận. Mình thấy là hơn khoảng 500 thước, thấy cái chiều dài của nó này. Đó, toàn bộ cái chiều dài của nó đây. Đó, thì trước khi mà mình khởi hành đi quay cái núi dài Vạn Liên thì mình lên cái dù bà này gặp gỡ với ông chú Tám và nhờ ông dẫn đường. Thì thật ra ông chú Tám ổng cũng chưa từng đi cái núi dài Vạn Liên này lần nào luôn. Nhưng mà ổng là một người sống trên rừng, có kinh nghiệm ăn ở đi đứng trên rừng, thì cái kinh nghiệm thực tế rất là quý báu luôn. Thành ra mình nhờ chú Tám dẫn đường để tham quan cái núi dài lớn bên kia, tức là cái núi dài Vạn Liên như cô bác ở đây thường nói đó. Rồi mình sẽ bắt đầu khởi hành đi qua bên kia, rồi mình sẽ bắt đầu quay tiếp. Trước khi đi thì mình sẽ quay toàn cảnh ở đây để cô bác có thể nhìn toàn cảnh từ cái dù ba qua bên cái núi dài Vạn Liên bên kia. Ở trước mặt mình là cái núi dài Vạn Liên đó, mình sẽ quay toàn cảnh ở đây nha. Nghĩa là mình quay về cái điểm mùa hông nè, cái điểm mùa hông ở phía trên của núi Cấm nè. Đó, cái điểm mùa hông đó. Và mình quay về cái hướng bắc của mình. Đó, hướng bắc của mình nè là cái dãy đồng bằng ở phía bên trên. Đó, mình sẽ có thể nhìn về cái núi Két hoặc là núi dài Nam Giếng rồi vân vân, toàn bộ cái khu vực này đây. Đó, và ở đây mình hướng về cái hướng đông của mình. Ở đây có một cái điện thờ ở trên dồ bà. Đó, và mình quay về cái hướng nam của mình. Tức là mình sẽ bắt gặp cái núi dài Vạn Liên, hay còn gọi là cái núi dài lớn của mình đó. Rồi, mình sẽ khởi hành cùng chú Tám đi qua tham quan cái núi dài bên kia. Chút xíu mình sẽ quay tiếp nữa. Rồi, vậy là hiện tại mà mình đang trên đường tiến về cái phía sâu bên trong của cái núi dài. Thì hiện tại là cái núi dài thì mình chưa tới. Cái núi bên này thì theo ông chú Tám nói là núi Nam Di hả chú Tám? Núi bên, Nam Di. Bên trái Nam Di, bên ngoài của mà núi Cấm. Đó, cái khu vực phía trước, cái tuyến đường này nó sẽ dẫn mình vào sâu bên trong của cái núi dài, tức là cái Ngọa Long Sơn hay còn gọi là núi dài Vạn Liên đó. Còn bên phía bên này mình sẽ nhìn bên phía tay phải của mình, tức là cái khu vực của núi Cấm đó. Cuối cùng của núi Cấm luôn. Cái dãy cuối cùng của núi Cấm và quay về phía sau, tức là cái khu vực mà người ta đang thi công cái công trình mà điện mặt trời và cái khu vực
bắt được cái con rắn nổi tiếng 30 kg đó. Giờ mình sẽ quay lần vào ở phía bên trong và theo chân của chú Tám thì sẽ sâu vào phía bên trong và bắt đầu tham quan Hòa Long Sơn. Ở phía trước có mấy cái đàn bò nhìn rất là đẹp luôn. Khu vực tỉnh Biên, Tri Tôn, trên đây các người dân tộc Khmer rất là nhiều. Đặc điểm ở phía ngoài đường của mình thấy là sẽ những cây thốt nốt, rất là nhiều thốt nốt. Và sâu bên trong này mình cũng thấy những cây thốt nốt ở bên trong nữa nè. Khu vực này cũng là một cái mỏ khai thác đá hoa cương luôn. Như cái phía bên ngoài của mình thấy vừa rồi là một số đá hoa cương. Đi vào trong đây có rất nhiều những cái con đường và những cái ngã rẽ khác nhau luôn. Nếu như mình lần đầu tiên mà tự chạy xe đi vào trong cái đường này thì quả thật là rất là khó, vô cùng khó khăn luôn. Phải có một người hướng đạo giỏi hoặc là một người rành đường thì đi bên đường. Thấy này, gần như là cái con đường đất, có một số đá được trải ở đây. Đá này đá của mấy người làm con cương á, đá người ta gớt lại dọc đường đó chú ạ. Nó vô làm nó làm được xe đá xe kẻ tiếng nó chạy vô nó chở đá ra đó. Dạ. Cho mà lúng á. Dạ, cho không phải. Chạy đá này là nó chạy lúng hết trơn, tháng mưa là cái gì rồi mất lầy luôn. Dạ. Đường này đất. Đường này đất rất là khó đi luôn nè. Đồng nước là mưa đồng nước từng dũng như mình thấy đó. Giờ lúc này mình đã thấy rừng rồi nè. Tại của mình. Đường này là đường thiên nhiên đó chứ không có làm được đó. Dạ. Nó vô đây cái đá qua cương là nó nói đó. Dạ. Nó chế nó bỏ đá vô. Đặng nó chạy mới chút xe cải tiến đúng không? Dạ. Xe tải đó chú ha. Xe cải tiến. Cải tiến ba bánh đó. Ừ. Bên phải của mình vẫn là núi Cấm hả chú? Núi Cấm luôn. Cái chân của núi Cấm rồi hả? Núi Cấm đó. Cái chân núi Cấm rồi, chân cuối cùng của núi Cấm rồi đó. Vô cùng nguy hiểm luôn. Cái này người ta nói mà dắt nó bên đường trường bắn thì nó không có cảm giác mạnh. Ở đây nó phải hấp dẫn này chú ha. Đi cái đường này, đường rừng nè. Giờ một cái con đường. Ở đây có một cái ngã ba nữa nè. Bộ đội lắm trong đó. À, khu quân sự của bộ đội đó. Khu quân sự đó. Mình sẽ thấy rất nhiều cây thốt nốt nè. Cây thốt nốt mà cô bác chích để lấy nước để làm đường thốt nốt rồi như mình thấy đó. Cây thốt nốt nè, hoặc là cái trái thốt nốt để dầm đá mình ăn hoặc là bán ở mấy khu du lịch đó. Rất là nhiều.
rất là nhiều cây thốt nốt. Thì ở đây cô bác là leo cây thốt nốt thì mình thấy là có những cái cây tre mà cặp vào cái cây thốt nốt đó. Cô bác xem đó như là những cái cây thang nhá, rồi bước lên những cái nhánh tre đó leo lên cây thốt nốt. Chỉ có tre nhánh tre làm được thôi, cái cây thang đâu làm được. À, cái thang thì quá nhiều cây rồi phải không chú? Không có khả năng làm. Ồ, cái đường này hình như là trời mưa là đi cái nó lúng xuống. Ừ. Con đường này nói là ngay trời mưa là không biết sao mà chạy luôn. Mình đang đi sâu vô rừng rồi nè. Dơi chuồng để con dơi mình nó đu đeo ngược á, bác là lấy cái phân dơi, phân dơi bán trồng những cái lá thốt nốt đó, con dơi nó rất là thích đậu. Ở đây người ta có mua để làm cái chuồng dơi gì không chú Tám? Cũng có nè. Ở dưới đồng bằng mình thấy có một số chỗ là mua những cái lá thốt nốt để làm chuồng dơi vậy đó. Cái đường này rất là sốc luôn, cái xe này rất là sốc luôn, rất là khó. Hình như là trời mưa rồi nó bị lúng, thành ra nó lọt xuống mấy cái lỗ hổm rồi không có được dẫn. Rất nhiều thốt nốt đây. Hái xuống ăn hả chú, cho bà bán không? Ủa cái này là của cây thốt nốt quan hả, là người ta trồng chú? Người ta trồng. Người ta trồng. Ủa người ta là chú hái, người ta không bán. Thì cái nhà rất là đơn sơ luôn, như mình thấy đó, cái nhà rất là đơn sơ luôn, toàn bộ khung cảnh ở xung quanh là mình thấy là đa số là cây thốt nốt không. Thấy ông chạy như con rắn liệu điều phải không, lạng bên này lách bên kia, thấy cái đường chỗ gà so với mấy cái đường này không nhầm nhò chứ. Chạy cà lạng cà lạng. Thêm gia vị không chú, hả, là nấu cái nước đó không? Nước đó không. Ồ, nó sắc kẹo lên ha. Rồi cái chai người ta treo trên cây thuốc nốt là treo mấy ngày mới đổ lấy làm chú? 3 ngày hả? Ném. Mình lấy cái cuốn đó, ném 3 ngày đổ nước lần. Vậy là mình cắt rồi cái nó xì nước hả chú? Cái ra nó tự nước nó ra. Đó, ở trong nè. Rồi cô bác chở thuốc nốt ra nè, như mình thấy nè. Đó, thuốc nốt đó. Sao chứ cái cảnh nãy giờ không là con thấy hấp dẫn rồi đó nha. Chắc này là nắng chang chang luôn, chắc này chắc cũng khoảng 12 giờ. À,
À, bữa nay là chủ nhật, chứ mình không biết bữa nay là ngày mấy, nhưng bữa nay là cái ngày khánh thành của cây cầu Dàm Cống nè. Cô bác có thể lập lịch lại xem. Mỹ Thới, ở dưới Mỹ Thới An Giang. Ở đây cũng có một số nhà của cô bác sống. Nhưng mà thật sự nếu như sống ở đây thì rất là cực. Tại vì cái đường này, cái giác này như mình đang đi đây, rất là nóng. Hơi nóng nó bốc lên ngùn ngụt luôn. Cái áo luôn đó. Nếu như ở đây mà sống ở đây thì ở đây cũng có một số bác này nè. Cái đường này chắc chú Tám cũng mới đi lần đầu hả chú? Đâu có đi rồi chứ bộ. Đi rồi ha. Ta đi rồi chứ bộ, mình nói đi lần đầu sao biết đường này. À đi rồi, chỉ có núi là mình chưa đi thôi ha. Còn cái đường thì đi rồi. Đi ra đó mày dưới chân chỗ núi nào nó cũng đi chứ. Dưới chân á. Thôi. Chứ nãy giờ con thấy là quá nhiều ngã rẽ luôn. Không biết đường là hỏi thăm không cũng mệt nữa. Ở trước mình là núi dài đó phải không chú? À núi dài, trước này núi cấm. Ủa cũng còn núi cấm nữa. Núi cấm. Bên đây dặn liên bên đây nè. À dặn liên bên trái của mình nè. À. Đó, nhận liền đó. Đã ta nói mày đi dưới chân núi cấm để à. Mày lấy cái tốc độ dưới chân lên được đây à. Là dồ chưa thằng. Hiểu không? À, cái dồ chưa thằng đấy ha. Đó, cái dồ chưa thằng đó. Vậy là mình đang bọc ở dưới chân của núi cấm nè. À, đi dưới chân mà mày đi cái mặt tiền mà đi mặt hậu núi cấm. Ở phía sau đó chú ha, nó sau lưng đó. Còn cách phía sau của núi cấm này. Được. À, có chứ có sao á. Ừ. Tiền dạo. Tiền báo hộ sung không à, tiền không không có báo. Đi luôn. Có nhiều cái giá rẻ như mình thấy nè. Hả? À. Nếu như thật sự mà cầm một cái chiếc xe mà đi tham quan cái kiểu này thì không thể nào mà biết đường, tại vì có một số cái ngã rẽ hoàn toàn là không có cái nhà của cô bác ở thì mình đâu có thể mình hỏi thăm được. Rất là khó. Giờ những cái nhà ở đây thì mình thấy đa số là cô bác đã bỏ đi làm hay gì đi đâu hết rồi đó. Hỏi thăm. Ở ngoài đó chú ha. Dạ. Chắc mày mới rời đi nè ha. Nãy giờ là mình đi vòng vòng cái nước cấm ha. Đi chừng ngay chừng nước cấm đó. Mình rời. Trước mặt mình là dặn lên đó. Vậy dặn lên học phía trước. Cái chân mà chạy tiếp tục luôn rồi còn chân núi cấm mà chạy đi lọc lúc chậm luôn đó. Còn xa lắm hả chú ơi. Chân núi cấm này lúc kia mà đi chậm luôn. Anh ta nói với mày cái này nó nhãn nó chậm đi mà đâu là chú nó mình quay bò hết trơn cái vòng tay của núi cấm. Còn bắt đầu mình con đường mộc mình thẳng lên trển rồi là mình lấy cái bạm gì cái dặn liền nó ấy núi cô tô không vậy mà đi vòng hết trơn núi cô tô cũng chạy vòng được nó cô tô mà chạy vô nè bãi đá nó bắt đầu vòng nó chân vô ô lâm ô lâm nè cái gái 100 mấy tuổi đó là bả là đầu đàn của dùng mấy núi bả người cách bạn dữ luôn đó. Đông Nam của mình nè. Đó. Đó,
Chứ nắng kiểu này là nắng như giấc này chắc cũng cả 38, 40 độ à. Thân hết. Quá xa rồi. Cái núi này ít cây cối hơn ở núi Cấm chú ha. Thấy cái đồi trọc nó nhiều hơn. À, bên trái của mình lúc này là cái núi Dài Lớn đó, như mình thấy đó. Có một số ruộng rẫy ở phía trên đó. Quay về cái hướng nam của mình đó. Quay về cái hướng nam là cái núi Dài thì chắc lại một chút xíu nữa mình sẽ có cái đường mình bọc qua bên cái chân núi bên kia, lên núi không có chân núi, lên núi luôn ha. Lên giờ đi mình gửi xe rồi nữa mà ở bên kia núi cho mình bắt xe ở nhà. Anh kia mà ở bên kia người ta đi xe một mình đâu vậy này, cho đỡ nhẹ tiền phải không? Ôi có gì đâu, đâu có đáng gì, không có nhẹ tiền đâu, qua đến đây tôi chạy qua tôi cứu mày. Còn bắt đầu mới qua bên đây thì lên đi vòng vòng lên đây, cái trên núi còn bây giờ mới qua bên kia đó là điện trời gầm cái điện Ma Thiên Lãnh nằm bên kia, vòng kia đây vòng vòng đây thôi thì nó lên rồi tháp tụng với mấy ông đạo biết liền. Cái đường có chút béo vậy hả? Sao bọn chú nhớ đường hay ta? Có cái đường chút béo nè, thì lúc này mình sẽ trổ lên ở trên của cái núi Dài Dặn Liền đây. Mình thấy cái con đường này nó có chút béo mà toàn là ổ gà không. Nếu mà đầu rẽ xe đây nè, mình đi bộ lên. Mình chạy xe lên vẫn được, mà đi chạy xe lên làm gì? Rồi gửi về nhà ông anh này đi. Mình thấy cái ra con chào chú. Dạ dạ con chào heo. Dạ bữa nay con tham quan cái núi Dài này. Dạ sẵn nhờ chú Tám dẫn đường cho con. Dạ dạ con ở Cần Thơ. Dạ rồi con cảm ơn heo nhiều lắm. Dạ con vô con bỏ đồ. Dạ rồi chút xíu mình sẽ quay tiếp ở khu vực nào. Rồi mình với ông chú Tám sẽ gửi xe ở đây, ở trong nhà của một ông cụ ở đây. Rồi mình sẽ tiếp tục tham quan cái núi Dài này. Đây là hai ông, đây là hai ông ở cái ngôi nhà này đây. Đó. Hai ông rất là vui tính luôn. Rồi con chào hai ông con đi. Dạ hai ông uống trà vui. Dạ rồi mình sẽ bắt đầu khởi hành và tham quan.
cái núi dài từ cái khu vực này. Đó. Thì đây là mình đã tới cái khu vực dưới chân của cái núi dài. Như mình thấy nè, toàn bộ xung quanh là những cái rừng cây tầm dông. Cái tầm dông phải không chú Tám? Cái tầm dông đó, toàn bộ tầm dông nè, bốn xung quanh nè, đẹp giống như là trong phim luôn. Mình thấy nè, cái khung cảnh đẹp tuyệt vời luôn. Ngoài vườn ngoài á, thì á, cây cao su trong này, vườn Nam mình ở trong dạ, đây là tầm dông. Tầm dông tầm dông với tre mạnh tông, mình thấy đi núi là thấy những cái cây đó là nhiều nhất. Cái khung cảnh phải nói là vô phim rất là đẹp luôn chú Tám, giờ này chú Tám rất là đẹp luôn. Đó. Tuyệt vời luôn. Mình sẽ ngừng đây quay toàn cảnh cái khu vực này một cái nữa, chú Tám cứ lội đây con chạy theo. Cái hướng tây của mình đây toàn là rừng cây thôi. Cảnh ở đây phải nói là rất là yên tĩnh và phải nói rất là thơ mộng. Mình thấy nè, những cái rừng cây tầm dông giống như trong phim vậy. Rất tuyệt vời luôn. Thì bữa nay là mình đi để rút kinh nghiệm cho cái lần rồi. Cô bác nào có xem cái video Năm Non Trên Thiên Cấm Sơn được rồi đó, thì có thấy khi cái đoạn mà mình đi tới Dù Bà thì cái gimbal của mình nó đã bị trục trặc, nó đã bị hết pin đó. Thì rút kinh nghiệm lần này thì mình mang theo tới hai cái gimbal, mang theo hai cái máy quay và thẻ nhớ thì bao la luôn đó, để cho cô bác xem những cái video này nó được cái cảm giác mà thoải mái nhất, đỡ nhức đầu nhất, xem được những cái hình ảnh có thể nó sẽ mịn nhất, dễ coi nhất luôn đó. Thì cái con đường này nó khá là dốc nè, nhưng mà có thể vô phim mình thấy nó bằng phẳng thôi, nhưng mà chắc này thực sự nó rất là dốc, nó đi lên sâu sâu ở trên á. Nếu mình để đặt cái máy quay ngang thì nó khoảng gì nè đó, nếu như quay theo cái con đường thì nó trượt lên vậy nè, rất là dốc ở phía trên luôn đó. Có khi nào mưa không chú Tám? Không biết. Vậy là chú Tám cũng mới tham quan lần đầu luôn ha. Đó. Cái con đường ở phía sau này mình thấy nó sâu thẳm thẳm dưới nè. Rất là sâu. Mà ngay cái lúc mà trời nắng chang chang nữa mình đi là nó rất là tốn năng lượng luôn. Đó. Đây là một cái con đường trải bê tông thì xe có thể chạy được. Nhưng mà vì mình muốn đi bộ để có thể tham quan được những cái cảnh ở dọc đường, thành ra mình sẽ cố tình gửi xe và lội bộ. Cái trái này như là trái thị hết gì nè. Ủa trái xoài. Này trái xoài nè, mình thấy nè, xoài gừng của cô bác nè. Đó, nó chín mà nó rụng ở dưới chân đó, như mình thấy đó. Cái xoài. À, cái xoài ở phía trước kìa. Đó, nó chín nó rụng nè. À, xoài đó nè, ở đây nè, ở đây có trái nữa nè, nhưng mình thấy nè, nó rụng nữa nè, đó, nó chín quá rồi không ai hái, nó rụng nè. Đó là xoài rừng đó. Nhưng mà ở ngoài bìa rừng thôi, khi mình đi vào những cái rừng sâu đó, ở sâu trong rừng ha, thì những cái xoài gần như là rất là hiếm, mà hiếm xoài, mà toàn là những cái cây cổ thụ lâu năm thôi. Đó. Thành ra nếu như giả sử như mình có đi tham quan những cái núi nhỏ thôi, ví dụ như giả sử như núi nước nè, núi tượng nè, những cái núi nhỏ nhỏ như vậy á, thì mình có thể khỏi đem đồ ăn thức uống cũng được. Mà giả sử như mình đi những cái núi mà nó khá lớn, ví dụ như là núi Cấm nè, núi Dài vân vân nè, những cái núi mà nó còn hơi quan sơ hoặc là cái chu vi nó quá rộng này, thì mình phải đem đồ ăn thức uống theo mới được. Và thật sự nếu như mà cô bác mà đi tham quan bình thường á, đi theo những cái tuyến đường có sẵn, đường bê tông này vân vân đó, thì cô bác có thể đi thoải mái. Còn giả sử như các bạn nào mà có cái nhu cầu mà đi phượt, giả sử như mình đi xuyên rừng á, đi băng rừng, đi cái kiểu mà dân phượt á, đi những cái con đường mà chưa ai từng đi, hoặc là đi theo những cái lối mòn á, thì
cần phải có một cái người hướng đạo, hoặc là một cái người có cái kinh nghiệm đi rừng thì mình hãy đi. Còn nếu không thì tuyệt đối không nên đi. Tại vì trong rừng á, nó có rất là nhiều những cái mà mình không thể ngờ được. Nói thật sự là như vậy. Mình nói một cái mà nó hơi xui xẻo rồi. Thật sự cô bác đi rừng á, người ta ngại nói những cái điều xui xẻo lắm. Nhưng mà sợ những cái bạn mà xem những cái video của mình rồi thì thấy nó đơn giản quá, rồi mình cũng băng rừng lội suối đi theo thì nó rất là nguy hiểm. Mình nói giả sử thôi, khi mà mình băng vào những cái con đường mà như những cái tuyến đường mình đi rồi, trong những cái video rồi, mình đi vào những cái lối mòn như vậy nè chẳng hạn nè đó, thì lỡ mình đạp trúng một con rắn độc rồi sao, nó táp mình liền đó. Rồi tới chừng đó mình ứng phó ra sao nè, nó rất là khó chứ không phải đơn giản. Và nếu như mình đi vào những cái lúc buổi chiều, những lúc chạng vạng vô sâu trong rừng đó ha, thì lỡ mình bị lạc rồi sao đó. Nhiều khi cô bác mình nghĩ đơn giản à, có thể là mình đi cái núi đó nó nhỏ thôi, nó sẽ không có đến nỗi mà mình bị lạc hoặc là bị cái chuyện này chuyện kia vân vân. Nhưng mà trước khi đi thì mình phải đặt ra một cái tình trạng xấu nhất trước để mình đưa ra một cái lời giải trước khi mà mình khởi hành đó. Ví dụ như giả sử mà đi mà bị rắn cắn thì mình phải ứng biến như thế nào, giả sử mà đi mà bị lạc thì phải ứng biến như thế nào đó. Và những cái món đồ mình khi mình đi rừng mình đem theo là gồm những cái món nào, giả sử như vậy đó. Ví dụ như kinh nghiệm của một số cô bác đi rừng á, là lúc nào trong ba lô cũng phải có một cái con dao đó, đó là điều bắt buộc. Cái con dao theo như khoa học á thì là mình cần phải có kim loại trong người đó, nó sẽ áp chế âm khí. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như những cái dân phượt á đi theo cần nhất là những cái món đồ ăn đó. Tại vì mình đi mà giả sử lạc ở trong rừng rồi á, nói thật là tìm những cái cây chuối như vậy nè để mình lấy cái cổ hủ cây chuối á, ăn củ chuối á, cũng không có đâu mà ăn. Đi trong rừng sâu là những cây chuối này rất là hiếm luôn. Chứ nếu giả sử ha, mình đi lạc trong rừng á, lấy cái dao đào củ chuối này lên ăn vẫn được đó. Nhưng mà vô rừng sâu mình kiếm cây chuối này không ra nè, nó khó như vậy đó. Và thêm nữa, ngày xưa có một số cô bác đi rừng á, là đem theo một cái chai nhỏ đựng mỡ động vật á, có nghĩa là mỡ đã chiên lên rồi, một chai nhỏ khoảng bằng ngón chân cái thôi đó. Cái đó là thức ăn bổ sung năng lượng, rất giàu năng lượng luôn. Còn mình bây giờ kiếm mấy cái mỡ đó nó cũng hơi khó đi, thì cô bác có thể đem theo một cái bánh xe đường bánh xe của mình á đó. Cái đó là nó bổ sung đường huyết của mình đó. Và cô bác cũng phải đem theo một cái túi muối nhỏ nhỏ. Cái túi muối nhỏ nhỏ để làm gì? Khi mình bị lạc ở trong rừng rồi, mình nhắm một chút muối thì nó sẽ giữ cái nước, mình không bị mất nước đó. Cái này là mình nói theo khoa học nha. Còn nói về cái chuyện tâm linh đó thì nó là cả một cái vấn đề nữa. Thật sự rất là khó, phải từ cái kinh nghiệm thực tế mới được. Đầu tiên, nếu như các bạn nào mà mình chưa có kinh nghiệm đi rừng hoặc là mình chưa từng đi rừng á, thì tốt nhất là mình đi những cái núi nhỏ trước đó. Mình đi ví dụ như đầu tiên mình đi cái núi nước nè đó, rồi mình đi cái núi tượng nè, rồi từ từ mình đi tới núi két nè, tới núi già năm giếng nè, giả sử vậy. Thì từ những cái núi đầu tiên đó mình sẽ rút kinh nghiệm. Lần đầu tiên mình đi cái núi nước nè đó, thì cái chuyến đi đó giày mình mang như vậy là có được hay chưa, vớ có trục trặc gì không, mình đi như vậy là nó có bị đau chân, có bị nhức mỏi, cần đem theo thuốc, cần đem theo dây nhợ hay gì không. Nói chung là mình sẽ rút kinh nghiệm. Mình rút kinh nghiệm rồi từ từ mình hãy đi những cái núi nó lớn, nó rộng hơn đó. Còn mình chưa có kinh nghiệm gì mà thật sự mình đi vào những cái núi lớn hoặc là những cái rừng, khu vực rừng sâu đó, nó rất là nguy hiểm. Thật sự cái lý thuyết á,
cái lý thuyết mà mình học được á, hoặc là mình đọc được rồi vân vân, nó chỉ chiếm khoảng 3/10 cái tỷ lệ sống sót khi mình đi rừng thôi. Còn 7 cái phần còn lại thì phải kinh nghiệm thực tế mới được. Thực sự phải nói vậy. Nói là nhiều khi cô bác nói mình nổ, chứ thực sự mình đi là không dưới 20 cái núi rồi đó. Thì ngày xưa mình đi thì không có điều kiện để quay phim lên như bây giờ. Thì cô bác xem những cái video của mình đi núi á, thì hiện tại chỉ có 10+ cái núi thôi. Nhưng mà hồi xưa những cái núi á, thì mình không có điều kiện quay lại như bây giờ đó. Giờ có những cái núi mình đi rất nhiều lần đó. Và ngày xưa mình cũng đã từng sống 2 năm ở rừng đó, ăn ở trên rừng luôn đó. Thì mình cũng có được một số cái kinh nghiệm thực tế khi mình đi rừng. Thì cô bác thấy mình đi rừng một thân một mình trong những cái video được nhân dân. Nhưng mà thật sự cô bác nếu như mình chưa có từng đi rừng thì đừng có làm theo gì thiệt. Nó rất là nguy hiểm. Nó rất là nguy hiểm. Gặp phải những cái tình huống rồi mình sẽ xử lý ra sao nó rất là khó. Nó đòi hỏi mình có một cái sự gan lì. Một cái sự gan lì nên nói kiểu trâu bò đó, phải gan lì mới được. Và cái ý chí của mình á, nó phải lì lợm. Cái ý chí của mình một là một, hai là hai, không có lùi bước, không có sợ, không có hoang mang mới được. Giả sử mình đi lạc trong rừng rồi bắt đầu sợ này lo kia là nó rất là khó đó. Một số cái người mà đi rừng á, người ta kể lại khi mà đi lạc á, người ta rất là hoang mang, rất là sợ hãi, không biết làm sao, rồi cái đầu óc nó mụ mị đi. Tại vì trong rừng á, cô bác biết là mình nói nhiều quá, mình nói ít lại. Nhưng mà cái video này chủ yếu là mình chưa tới ở trên cái khu vực ở phía bên trên của cái núi dài, thì mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm, hy vọng là sẽ giúp ích được một số cô bác nào mà có cái ý định mà đi rừng nhưng mà mình chưa có từng đi rừng, hoặc là chưa biết đi rừng phải cần những cái điều kiện gì vân vân. Đó thì mình chia sẻ thật lòng thôi. Những cái cô bác mà có kinh nghiệm rồi thì mình bỏ qua. Chứ mỗi người thì có một cái kinh nghiệm riêng, nó rất là khó. Phải cái va chạm thực tế mình mới có cái kinh nghiệm thực sự được. Còn cái lý thuyết bên ngoài á, thì như mình nói nè, cô bác có thể nghe thì nó chỉ được một cái phần nào thôi đó. Khi mình thực tế, có điều kiện mà đi thực tế á, thì nó mới giúp ích cho mình được đó. Cũng như mình đi trên rừng nè, giả sử như cái đường này là cái đường nhựa thì mình không nói gì, cái đường bê tông mình không nói gì. Nhưng nếu cô bác mà đi cái đường mòn rồi trên gần đường dân dân thì gặp những cái cây lớn á, thì cô bác không có nên lại gần. Cái cây lớn á, đừng có lại mà vuốt ve, hoặc là lại mà đi tiểu vào cái cây được chẳng hạn, giả sử vậy. Tại vì những cái cây trong rừng á, những cái cây mà lớn tuổi lâu năm á, thì thường có những cái thế lực mà người ta gọi là cái thế lực vô hình á, người ta ẩn ở trong đó, hoặc là người ta dựa, người ta ở trong đó. Đó. Mình mà sơ ý ha, mình đi tiểu vào, hoặc là mình sờ soạn động chạm tới người ta, thì có thể là nó gặp rắc rối nhiều lắm. Nếu như cô bác nào không có tin vào tâm linh đó thì nói mình nói xàm, nhưng mà thực sự đi gần á, thì cái người nào mà cái người ta gọi là hơi yếu bóng vía đó, hơi yếu bông vía thì rất dễ bị giấu đi gần ạ. Gặp những cái cây cổ thụ rồi ha, mình lại gần gần ha là cô chuẩn bị giấu. Có thể cô bác không tin, nhưng mà có một cái số thế lực vô hình á, người ta che mờ mắt mình đó. Mình thấy mình đang đứng ở cái chỗ trống không á, nhưng mà thật sự mình đang đứng ở dưới gốc cây đó. Hoặc là mình đứng ở cái cảnh này nhưng mà mình tưởng tượng ra cái cảnh kia, con mắt của mình nó bị mờ rồi, cái trí của mình chắc là nó cũng mụ mị rồi đó. Mình thấy nè, sòi chín nóc trơn kìa, quá nhiều sòi chín luôn ha đó. Thì cái video này mình chỉ chủ yếu chia sẻ cái những cái kinh nghiệm để đi rừng thôi đó. Thì các cô bác nào mà hơi lớn tuổi chút xíu thì sẽ dễ tin hơn, tại cô bác đã từng trải và từng nghe rồi thì nó dễ đó. Thì cái hiện tượng ma giấu là nó rất là nhiều chứ không phải là không có đó. Vào những cái cây lớn nha nè, nhiều khi ngày xưa cô bác kể lại đó,
là một đứa bé nó chơi với bạn của nó, ví dụ như nó chơi cút bắt ở trong cây phạm vi khu vực ở cái phía sau nhà đi, mà ngày xưa thì cây có nhiều lắm, nó ấp mặt vô đó nó chơi cút bắt đó, rồi một chút xíu sau nó mất tiêu luôn đó, rồi cả nhà huy động đi kiếm, bạn bè nó đi kiếm hoàn toàn không thấy, nó lạ vậy đó. Mà cái khu vực nó đâu lớn, chừng dài chục mét vuông à. Rồi sau đó, có một số người lớn tuổi người ta biết, người ta dắt chó theo đó. Thì những cái thế lực vô hình đó, những con chó mực đó, nó rất là sợ, và nhất là cái nước tiểu đó, nước tiểu của trẻ con á đó. Người ta đi tới đâu người ta gắt nước tiểu tới đó. Đó, và dẫn con chó mực đi theo, thì từ từ mới thấy đứa nhỏ nó ngồi trong ngóc ở dưới gốc cây. Nó lạ như vậy đó. Nếu như thật sự mình mà không có tin vào những cái chuyện tâm linh đó, mình đã nghe nói như vậy mình không thể nào chấp nhận được đâu, nó khó vậy đó. Và nếu như mình đã đi rừng rồi thì bắt buộc là mình phải tin tâm linh mới được. Ở đây mình thấy nè, xoài chín nó rụng, quá nhiều xoài luôn đó. Xoài ở trên nè, ở trên cây nè, nó rụng xuống rất là nhiều xoài luôn. Thì mình đi trước, ông chú Tám ông còn kẹt ở phía sau, ông nghe điện thoại hay gì đó. Sẵn đây mình kể một vài cái kinh nghiệm đi rừng của mình. Thì để giấc này mình ngồi ở đây chút xíu nha, chờ ông chú Tám ông đi lên đó. Thì đi gần á, thật sự mà cô bác mà có thể đọc báo nghe tin một số cái trường hợp mà người ta đi gần á là bị lạc mất trong rừng luôn. Ví dụ như cái trường hợp gần đây là có một cái thanh niên đi gần rồi lạc, rồi bây giờ tìm thấy xác rồi đó. Thì nó đâu phải đơn giản đâu, nó rất là khó đó. Tại vì khi đi gần, giả sử như mình đi mình thấy bình thường nè, không khí thoáng đãng mát mẻ dần dần, đó là mình đi ở ngoài bìa rừng. Còn nếu như mình đi sâu vào ở bên trong của rừng ha, rừng già là hoàn toàn không có gió đâu cô bác. Đó, mình có cơ hội đi vào một số cái khu vực sâu ở bên trong rừng thì hoàn toàn là không có gió. Và những cái cây rừng ở khu vực đó nó rất là cao, nhiều khi là mình sẽ không thấy được cái ánh mặt trời luôn, nó che khuất phủ vậy đó. Cô bác nào đi những cái khu rừng mà nó có những cái cây cối cổ thụ xưa, cô bác biết đó, nó rất là thâm u và hoàn toàn là không có gió luôn. Do đó là nếu như mà cái số lượng mà lá rừng nó rụng ở dưới quá nhiều, cái không khí ở chỗ đó nó ẩm thấp quá, thì có thể là nó sẽ có rất nhiều khí carbonic. Nó không có nhiều oxy. Nó không có nhiều oxy. Và một số cái loại khí, ví dụ như khí metan rồi vân vân, thì nó cũng có ở trong đó nữa. Mình đi vào đó nó sẽ bị sốc khí. Có nghĩa là mình thở không quen, thì cái đầu óc của mình, khi cái bộ não mà nó thiếu oxy ha, thì cái đầu óc của mình nó sẽ hơi mụ mị, hơi mơ mơ hồ hồ đó, nó rất là khó. Và giả sử như cô bác mà đi rừng mà mình lỡ bị lạc rồi sao đó, lỡ tách đòn mà bị lạc rồi sao, thì cái quan trọng nhất là mình sẽ gắng kiếm cái đường nào trở lại cái chỗ cũ của mình gần nhất có thể. Ví dụ như mình đi nhích ở phía trước ha, mình thấy lạc rồi, mình trở lại cái chỗ nào mình còn nhớ chắc chắn là cái đường đó mình đã vừa qua rồi, ngừng lại chỗ đó, đốt một đống lửa, có thể mình chờ người bạn bè của mình hay gì tới giúp đỡ đó, mình sẽ đốt một đống lửa, hoặc là mình khắc một số cái dấu hiệu ở trên cây rồi vân vân đó. Và trên những cái dấu hiệu đó mình sẽ khắc cái mũi tên mà mình tiếp tục đi tới. Ví dụ như mình sẽ đi về cái phía trước đó ha, thì cô bác sẽ khắc cái mũi tên chỉ cái hướng về phía trước, và mình tiếp tục mình đi xa xa, mình có thể mình lấy con dao mình nạo trên cái thân cây một lỗ để làm dấu. Để chi? Để giả sử như mình đi tới rồi mà thấy cái con đường này nó không an toàn, không chắc ăn nữa, mình có thể nương theo những cái dấu mà mình làm ký hiệu, mình trở ngược lại đường cũ để tránh cái tình trạng là đã lạc nay lại càng lạc hơn. Nó rất là khó đó. Thì một số cái nhà mạo hiểm á, người ta nói là trên cái đường đi của mình có thể bỏ là một số dấu hiệu, ví dụ như xé những cái bọc mình bỏ dọc đường, xé những cái mảnh giấy bỏ dọc đường vân vân. Nhưng mà
đơn giản nhất là mình lấy cái con dao ra, nạo cái vỏ cây ở dọc đường đó, để làm ký hiệu. Để chừng nữa nếu như lạc sâu thì mình sẽ lần theo ký hiệu đó trở về chỗ cũ. Với lại giả sử như mình mà đi rừng đã lạc rồi thì tránh cái hiện tượng mà mình đi theo cái lối xích chắc, có nghĩa là đi dắt ngang dắt dọc đó, thì nó sẽ càng lạc sâu hơn. Mình chỉ nhắm đi một cái hướng tránh thôi. Ví dụ như mình đang đi về cái hướng đông nè đó, mình sẽ nhắm thẳng một cái hướng đông mình đi. Giả sử như ngay cái hướng đông nó có một bãi đá thì mình đi vòng qua cái bãi đá đó, vẫn tiếp tục theo cái hướng đông mình đi đó. Thì khi giả sử như mình đã bị lạc sâu rồi, mình sẽ nhắm cái hướng tây của mình đi trở ngược lại đó, thì mình sẽ trở ngược lại cái chỗ cũ, tránh cái hiện tượng là mình đi tắt ngang rẽ dọc rồi một hồi muốn trở lại chỗ cũ cũng không biết đường đi luôn đó. Thì thật ra những cái kinh nghiệm này chỉ là những cái lý thuyết thôi đó. Còn những cái kinh nghiệm mà thực tế cô bác mà đi lâu ngày thì mình sẽ có rất là nhiều những cái kinh nghiệm. Ví dụ như cô bác sẽ đón hướng, nhìn hướng, nhìn mặt trời. Ban đêm thì cô bác có thể nhìn sao, hoặc là nhìn hướng gió. Hoặc là như vậy, mình sẽ nhìn theo trên cái tảng cây nè. Như cái tảng cây mình nhìn thấy một cái kinh nghiệm thực tế nè. Cái cây á, nếu như nó mọc ở cái khoảng trống như vậy thì cô bác nhìn ha. Đó. Nếu như những cái tàn nhánh nó ve về ở phía bên nào nhiều nhất thì có nghĩa đó là hướng đông. Đó. Những cái chỗ nào mà cây cối mà nó trống trải ha. Rồi cô bác nhìn đi, những cái tàn lá, những cái tán cây rồi nhân. Nó sum xê về cái hướng đông và cái hướng tây của nó là nó ít hơn, tại vì nó đón ánh nắng mà. Đó, đó là mình đơn giản mình nhìn cái hướng khi mà bị lạc ở trong rừng hoặc trong những cái khe đá sâu mà bốn xung quanh mình nhìn thấy chỉ toàn núi là núi thôi. Đó. Rất là nhiều những cái điều nó không đơn giản khi mình đi rừng, nhưng mình thấy nó đơn giản như vậy nhưng mà thật sự nó không có đơn giản đâu. Cần có một cái người hướng đạo giỏi. Còn nếu như mà mình mà đi rừng theo đoàn nhóm thì tốt nhất không nên tách ra. Đi là phải đi chung. Và những cái câu nói ví dụ mang cái tính chất mà thách thức chút xíu thì mình cũng không có được nên nói. Và cẩn trọng cái ngôn ngữ tới mức tối đa. Có nghĩa là mình nói đùa vui, nói mặt tình, thỏa chí, nhưng mà tránh cái kiểu thách thức. Ví dụ mình sẽ nói như vậy đó, ở trên rừng này mà giả sử có con rắn xuất hiện ha, ta sẽ bắt nó mằng thịt luôn. Giả sử vậy, hai bạn bè có thể nói chuyện đùa giỡn với nhau như vậy, nhưng mà cái đó có thể là giống như là một cái kiểu khiêu khích người ta vậy đó, thì không nên nói. Và lần đầu tiên khi mình đi đến một cái ngọn núi nào thì trước tiên mình phải tâm linh một chút xíu, có nghĩa là mình sẽ lẩm nhẩm thầm trong bụng. Ví dụ như mình đã vào một cái giường của nhà ai đó thì trước tiên mình phải xin phép không, thì mình đi núi cũng vậy, mình phải xin phép những cái vị mà vô hình, ví dụ như sơn thần ở cái khu vực này. Ví dụ như mình đi trên núi này thì đầu tiên khi bước chân lên núi này mình sẽ nhẩm trong bụng. Ví dụ hôm nay con có dịp lên núi dài này để tham quan cái khu vực trên núi dài này, xin nhờ chư vị gia hộ và cho phép con lên đây tham quan và gia hộ cho con trên cái đường đi cũng như cái đường về được thuận lợi, bình an và suôn sẻ. Ví dụ vậy đó, thì mình phải xin phép trước thì ít ra người ta cũng mát cái bụng người ta, phải không? Chứ mình mà đi vào cái khu vực vườn nhà người ta rồi vân vân, mình cứ song sáo mà đi bừa bãi mà giả sử mà còn ăn nói cái kiểu khiêu khích nữa thì nó rất là nguy hiểm đó. Nếu cô bác không tin vào tâm linh đó, thì những cái gì mình nói thì nó rất là tào lao, nhưng mà thật sự á có rất nhiều cái rất khó nói, tại vì nói á thì rất nhiều người sẽ không tin đó, nó khó như vậy đó. Nhưng mà đi rừng núi rồi thì mình phải bắt buộc phải tin vào tâm linh và mình phải có kinh nghiệm thực tế vừa khoa học mà vừa thêm phần tâm linh nữa thì mới đi được. Ở đây mình sẽ thấy một số khu vực nè, nói nhiều mệt quá rồi đó. Khu vực này rất là nhiều xoài luôn, như mình thấy nè, xoài ở phía trên nè vô cùng nhiều xoài luôn. Ồ, nó chín kìa, sao mà không ai hái cho người ta, rất là nhiều xoài chín như mình thấy luôn ở trên nè. Ôi giờ nó chín mà nó rụng nè. Trời ơi, bò luôn nè. Đấy nè, xoài chín nè, rất là nhiều xoài luôn. Nó
chín mà nó rụng ở dưới nó đầy hết nè. À, nó rụng ở dưới nè. Đó, nhóc hết á. Quá xoài luôn nè. Giờ em nè. Chín nó rụng nè. Giờ em thấy nè. Xoài nè. Nó chín mà nó rụng nè. Chín cây nè, mới rụng luôn nè. Ha. Đó. Nhưng mà không nên nhặt. À, rất là nhiều luôn ha. Chín xung quanh. Ôi, ở đây nữa nè. Mình thấy đây nữa nè. Trái nè, rụng nè, chín nè. Vàng ẻo luôn, chín cây không. Rất là nhiều xoài. Khu vực này xoài không. Mà tại sao cô bác không hái ta? Nó chín nè, nó chín đỏ cây luôn kìa. Mà cô bác không hái, ngộ ha. Hoặc là cô bác hái không kịp hay sao không biết. Quá nhiều xoài luôn. Để mình quay toàn cảnh này nha. Ở phía trong là toàn là một cái rừng xoài. Trái chín vàng ươm luôn. Rất là tuyệt vời. Đó. Còn ở phía sau của mình phía sau của mình tức là cái điện mùa hông. Ở sau mình là điện mùa hông không chú Tám? Điện mùa hông có cái tháp đó mình nhớ. Cái tháp đó là của cái đài truyền hình. Của cái đài truyền hình đó. Truyền tín hiệu đi đó. Mình nhìn thấy có cái tháp ở phía trên đó. Đó. Rồi ở dưới mình nhìn xuống cái dãy đồng bằng ở phía dưới đây tức là cái hướng bắc của mình. Đó. Mình nhìn trổ ngược qua bên núi Cấm. Đó. Nhìn cái cảnh ở dưới cũng khá là đẹp ha. À, rất là thơ mộng. Đó. Toàn cảnh ở đây. Ở phía trên của mình đây. Qua đây là chắc cũng bớt dốc rồi chú Tám ha. Lại là chút nó bớt bớt rồi. Bớt bớt rồi. Đoạn dưới này nhiều. Cái xoài này sao mà người ta không hái chú Tám? Quá xá chín luôn rồi. Quá xá xoài luôn rồi. Cái này chắc người ta hái không kịp quá. Chứ thấy quá chín luôn. Cái chín rồi cô bác nhìn thấy mắt ham luôn nè. Ôi ôi nó chín. Nó chín gì đâu mà đỏ cây gì trơn luôn. Đó. Đỏ cây hết. Rất là tuyệt vời luôn. Cô bác nào mà có mà cái tâm thần ăn uống ha. Lên những cái cảnh này nhìn là thèm chết luôn. Tại cái này á, thì thật sự là mình không có trộm cắp gì hết. Nó rụng mà mình không ăn cũng bỏ à. Mình thấy nè, rụng đầy hết. Ngọt không chú? Ngọt lắm. Xoài núi và cái này là chắc không có phân thuốc gì đâu. Xoài trên núi thấy nè, rất là nhiều. Nó chín nè. Ở trên nó chín gần như là khoảng 60-70% là nó chín hết rồi đó. Đó, khoảng 10 trái thì chín chín hết 6-7 trái à. Đó. Có giò không chú? Giò đâu mà giò. Đó, mình thấy nè. Khỉ ăn vàng ẻo luôn. Đó. Nó không có giòi. Chắc là nhiều trái quá rồi. Con giòi ở đây là nó không có ăn kịp. Đấy, rất là nhiều luôn. Giò đâu mà giò. Không có xe lên kìa chú. Lên chạy nó. Đó, có xe lên nè. Mình sẽ tấp qua đường nhiều lối cái xe đi nè. Đó, mình thấy cái tuyến xe chạy lên nè. À, cô bác chạy xe lên đó. Đường rất là dốc luôn. Có thể vô phim mình thấy nó bằng trang à. À, thật sự nó rất là dốc. Rất là dốc. À. Đỡ đỡ rồi. Ở đây hơi bằng bằng. Bằng phẳng rồi. Này là cái đầu trọc rồi. À, cô bác hình như là có trồng những cái cây thầm dông rồi bên đây rồi nha. Chú Tám đi rừng vậy chứ đó giờ có bị lạc rồi nào không chú Tám? Không lạc ha. Lạc gì giờ? Ủa thì sao mà mình biết đường mà mình không bị lạc chú Tám? Hay vậy? Mình nhắm hướng hay là mình nhìn sao hay là nhìn mặt trời hay sao hướng. Chú? Nhắm hướng à? À ví dụ mình nhắm hướng sao chú Tám? Hướng đi đó. có nghĩa là giả sử như nãy là mình từ cái núi dài này mình đi từ cái hướng tây, hiện tại mình đang đi thẳng về cái hướng đông nè, thì sau này giả sử như mình bị lạc thì mình cứ nhắm trở ngược về cái hướng tây mình đi, tức là mình sẽ trở về cái hướng cũ của mình, có thể nó sẽ lệch chút đỉnh nhưng mà quan trọng là đầu tiên mình hãy xác định mình đi theo cái hướng nào tới. Đó. Và mình nhìn theo cái hướng của mặt trời thì mình có thể nhận ra mình đang ở cái hướng nào.
đó. Ví dụ như cô bác sẽ hỏi là à, giả sử như mình ở tuốt ở trong rừng rồi thì làm sao biết cái hướng nào là hướng nào, tại vì bốn xung quanh là cây cối cây cổ thụ hết, làm sao biết hướng. Hãy chịu khó ngồi lại một chỗ nhìn thẳng lên mặt trời, cái chỗ nào mà ít cây nhất mình sẽ thấy cái ánh mặt trời, ngồi yên đó một chút xíu mình sẽ quan sát được mặt trời di chuyển từ đâu đến đâu đó, là mình sẽ biết được cái hướng thôi đó. Mặt trời thì lúc nào cũng di chuyển từ đông sang tây hết, mình nhìn một chút xíu là mình có thể nhận ra là mặt trời di chuyển về cái hướng nào rồi, mình sẽ biết được cái hướng của mình cần đi trở lại. Ô, cây đu đủ kìa, hết hồn trái luôn, vô cùng trái luôn đó, đây vô cùng luôn, quá sạch trái luôn. Và nếu như các bạn nào mà hơi tiến bộ chút xíu nữa thì trước khi đi mình tải một cái bản đồ ngoại tuyến, một cái bản đồ ngoại tuyến, rồi bắt đầu mình sẽ dựa theo cái bản đồ đó, giả sử như mình đi lạc thì mình sẽ bật cái chức năng định vị lên, mình sẽ bật cái chức năng định vị lên rồi mình sẽ đi theo cái bản đồ, mình lần hướng theo cái bản đồ, bật cái bản đồ vệ tinh lên, mình lần hướng theo rồi mình sẽ tìm được cái lối ra. Ở đây có một cái chỗ để mình nghỉ ngơi được nè, mình nghỉ được chút nè. Này xoài quá trời xoài luôn, xoài nó cũng đầy đường luôn nè, mình dòm nè, quá xá trái bự lắm luôn nè, nó rụng tùm lum tá la hết, chỗ nào cũng có xoài rụng hết, dòm nè, nó không xoài, dòm kìa, ở trong đó kìa, nó rụng nó gớt đầy hết kìa, đó. Thấy không? Quá xá xoài luôn, ở trên, để mình quay lên trên, đó. Ở trên, xoài. Nó chín tùm lum ở trên nhưng mà nó nhỏ quá, thành ra có thể là mình không có thấy được. Cho ngoài cũng mắt thường mình nhìn rất là rõ luôn, rất là nhiều. Phải nói là đi cái chuyến này là mình gặp là xoài nhiều nhất trong các núi luôn. Xoài mà xoài chỉ xoài rụng, chín rụng như nè. Chín mà nó rớt nó dồn cục ra luôn nè. Hết hồn xoài luôn. À, và bên trái của mình là trái mãng cầu ta, hay ở miền Bắc á, thì cô bác gọi là quả na. À, mình thấy nè, quả na, trái mãng cầu ta cũng là một, cũng như trái quất và trái hạnh cũng là một luôn. Cái video này chắc rất là dài, thành ra nếu như giả sử mà dài quá thì mình sẽ cắt ra từng đoạn, cô bác chịu khó coi. Giấc này là mình đang đi sâu vào ở phía bên trong của cái rừng này nè, rồi đi sâu rồi, nhưng mà ở đây được cái là có cái đường bê tông, hình như cái đường này là của cô bác đi để vận chuyển đồ rẫy đồ vân vân nè. Theo ông chú Tám nhắc là ông quẩy cái túi hành trang của ông giống như là ông Sa Tăng, ông Sa Tăng trong đường Tam Tạng ha. Ông quẩy đồ nghề đó. Vậy là cái điểm sắp tới của mình là cái điểm nổi tiếng nào không chú? Ở phía trước của mình á, có cái điểm nổi tiếng nào không? Vậy là mình sẽ gặp cái gầm trời trước hả, là cái Ma Thiên Lãnh trước chú? Bên kia nằm trái bên kia. Ờ bên kia lần ha. Chưa tới ha, còn xa lắm ha. Lên đây mày tắt cho mấy ông đạo. Đi tới đâu mình hỏi đường tới đó.